ăn vụng kẹo. Kẹo chuối đó. Ngon quá, y như quả chuối luôn á. Cái đứa dạ. Ông anh vụn đúng không? Ông anh kẹo vụn kẹo ra nha 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 nha. Ờ. Thôi mùi chuối quá, anh kẹo chuối đúng không? Đúng rồi. Chào tôi Viễn rồi. Không, nghe sao vậy? Có mấy cái cục bực. Quá trời luôn, mấy con cái gì? Con hiểu rồi. Thôi, cho ông mà cho ông. Nói bài đi. Giờ có cho ông, không chơi mấy cù nha. Đáng ghét. Đây. Đây đây. À. Lừa quả thôi. Trời ơi trời, trời nó quả chuối à. Trời ơi. Quá trời không ạ. Có mười mấy cục à. Ăn nửa quả thôi, ăn một quả chuối là mập lắm đấy. Nhưng mà cái này là kẹo mà. Kẹo cũng mập đấy. Trời ơi, nó có mười mấy à. Thôi, ăn rồi, ăn rồi, ăn rồi, thôi học bài tiếp đi. Nhớ mặt nha, lát đụng xin tôi bây giờ. Xin hả? Bà có chứ gì sao mà xin? Trời ơi, tất nhiên là tôi có rồi, ông nghĩ sao tôi không có vậy? Cái gì ở đâu đâu, cho coi với. Xem thường người ta hả? Gì đi. Ôi, ôi, ê, ê, cái này có phải là máy bánh kẹo không? Đúng rồi, máy bánh kẹo khổng lồ luôn á. Ôi, ôi, cả bình thường đâu. Đúng rồi, bình thường tôi thấy cũng có mấy bánh kẹo giới thiệu á, là có nhiêu đây à, sao mấy bánh kẹo của bà nó như to quá vậy? Tất nhiên nhà giàu phải xài cái loại to như thế này chứ. Ôi đây, vậy đây là mấy bánh kẹo khổng lồ hả? Đúng rồi. Trời ơi, có mấy bánh kẹo to như vậy luôn á. Chứ sao? Ờ nhưng mà có kẹo đâu mà bán. Trời ơi, ăn hết rồi mang lên mày đặt khoe. Nhìn đây nè, kẹo hả? Kẹo hả? Tôi chưa bao giờ thiếu kẹo, hiểu không? Đâu? Thấy chưa, kẹo nguyên một bọc luôn, cả một ký luôn á. Cái kẹo này cho vào đây để bán đúng không? Đúng rồi. Trời ơi, nguyên một ký kẹo luôn. Đúng rồi. mình bảo tôi mới cho bà ăn kẹo chuối đấy. Bà cho tôi ăn kẹo single với được không? Tất nhiên là không rồi. Ủa sao được? Cái này là máy bán kẹo, hiểu không? Tức là phải cho tiền vô đây thì mới kẹo này nó mới chạy ra. Ôi là phải mua đó. Có không? Chứ sao? Vậy người ta làm máy bán kẹo làm gì? Bao nhiêu tiền một cục? 2,000. Rẻ đúng không? 2,000 một cục đó. Ê, chồng Mỹ đúng không? Tất nhiên. Chắc là ngon lắm thôi. 2,000 cục đúng không? Ừ. Chắc chưa? Ừ. Đây xem nào. Tôi có 10,000, bán cho tôi 5 cục. Đâu, ồ. Kẹo đâu? Lấy gì vậy? Đồng xu. Trời ơi, để nói cái này là máy bánh kẹo á thì phải dùng đồng xu bỏ vô. Đồng xu á? 4, 5, đó, 5 nè. Đó, bỏ cái đồng xu này vào làm cái có kẹo hả? Đúng rồi. Kẹo đâu? Nhưng mà từ. Gì nữa? Sao? Đẹp chú quá trời đẹp. Trời, đẹp. Bỏ xu bánh mập. Cô thấy sao? Bánh mập. Cầm cái gì trên tay đấy? Giống một kẹo đấy, đưa đây con xem. Dạ vâng ạ. Trời sao? Dạ thưa cô, đúng là cái này là cái hộp đựng kẹo á. Nhưng mà do là em ăn hết kẹo trơn rồi, em đưa đi học á, để em nhìn cho nó đỡ thèm đó cô. Ê nè cô. Gì đây? Cái hộp không à? À, đúng là không có kẹo thật. Này, cô trả. Mang kẹo vào lớp là chết đó cô nghe chưa? Dạ cảm ơn cô. Trời ơi, tôi đã vừa lừa được cô, sao ông thấy tôi thông minh à? Trời ơi, ông nào mà thông minh như vậy á. Vậy là bây giờ mình không tin tôi cái này nữa đúng không? Trời ơi. Đâu, kẹo tôi đâu? Bỏ vào tôi mua. Bình tĩnh. Mở cái nắp ra. Tôi mua 5 cục thôi nha. 5 cục lấy 5 màu khác nhau nha. Ờ sao cũng được, ngon là được. Không ngon tôi trả lại đó. Trong này hả, có 8 vị lận đó. Đúng. Ờ, 5 vị 5 màu khác nhau.
Rồi sao? Ai từ từ bình tĩnh. Sao lấy kẹo ra được? Ai nha, bây giờ hả, cái này là máy bán kẹo đúng không? Tôi vừa bán cho ông đồng xu, ông cho đồng xu vào đây. Cho đồng xu vào đây á? Cho đây. Đây đúng không? Đúng rồi. Xong rồi vặn đi, vặn. Các bạn thấy kẹo không? Ừ. Trời ơi, được một miếng thôi. Ăn luôn cho nóng. Trời. Vị cam. Đúng rồi. Ngon quá, đúng là kẹo mì yếu khác. Ngon và thơm á. Này à, tôi còn 4 cục, tôi mua hết 4 cục luôn. Tốn rồi. Phải mua chứ, lát bán hết, bà bán người khác sao? Ơi màu đỏ. Màu đỏ này hình như là dưa hấu. Ngon quá. Mua hết rồi. Màu đỏ là cherry. Cherry hả? Bây giờ cứ cho nó đây. Đó, một cục nữa, mua hết luôn. Màu trắng là dứa. Từ từ thôi. Tôi mua hết luôn. Bà ăn hết rồi sao? Ủa, tôi đã bán cho mua gì đó. Họ ăn hết luôn. Ba cục luôn. Ngon mà đúng không? Ngon quá. Trời ơi, cái máy bán kẹo này chín hả? Chín, hiện đại. Trời xoài đồng phu luôn kìa chứ. Kẹo ngon nữa chứ. Ông vừa ăn hết 10.000 á. Không sao hết, ngon là được. Trời ơi, tay trộm ghê. Ngon quá. Hay là tôi mua thêm, lỡ bạn hết thì sao? Bán thêm không? Còn không? Tất nhiên, ông muốn mua bao nhiêu tôi cũng bán hết. Ưu tiền đây là được. Ông muốn mua bao nhiêu viên nữa? Xem không? 20.000 được mấy viên ta? 10 viên. Ờ ha, này, bán 10 viên đi. Đưa đồng xu đây, nè. Đây, đồng xu viên này. Ôi, lấy đồng xu luôn đó hả? Đó. Đó. Đấy. Ê, đồ kẹo áo đi đi. Ờ ha, quên. Trời ơi, đưa tiền rồi. Tự nhiên tôi đang bụng á. Ông ngồi đang chờ nha. Đừng có vội, kẹo còn đây, đừng có vội nha. Tôi đi vệ sinh xong, tôi vào liền. Nói nha. Ui, nói nha. Tớ đang thèm kẹo mà. Bắt người ta chờ đấy chứ. Đi vệ sinh lâu thế. Tớ đang thèm kẹo. Kẹo ở đây chứ đâu. Hay là bây giờ mình tự xử luôn đi, mình trả tiền rồi mà đúng không? Đổ kẹo vô rồi mình mua. Ôi quá trời luôn. Còn quá trời luôn đó các bạn ơi. Trời ơi, công nhận nào mình mập giàu ghê đó. Trời đất ơi. Đổ nhiều nhiều, đằng nào từ từ mua sau ha. Nhìn như vậy mới đã nè, quá trời kẹo luôn. Ê, bây giờ mình mua tiếp ha. Ê, cho đồng xu đây. Bạn, một cục. Cho đồng xu đây. Hai cục. Trời ơi, cái máy bán kẹo này hiện đại mà thích ghê đó. Mua hết rồi. Cái này là kẹo sinh gum đó. Ngon. Cái đồng xu này làm gì? Đồng xu cho ở đây để mà mình mua kẹo đấy. Trời ơi. Cà trứng ngoan, cà trứng giỏi. Đi hết đây cho cô. Nhưng mà không phải của em. Cô đâu có cần biết nha. Dạ. Viết bản kiểm nghiệm. Trời ơi, chết tôi rồi. Rõ ràng là có kẹo mà nó dám lừa mình là không có kẹo. Ông Xu à. Này thì máy bán kẹo này. Ngon đấy. Sao vậy?
kẹo hả? Ở trên kia kìa. Đâu? Kia kìa. Ủa sao ở trên kia vậy? Trên bàn cô hả? Vậy là sao? lúc nãy giờ tôi đợi bà lâu quá, cái tôi thèm kẹo ấy, cái tôi lấy kẹo của bà tôi đổ vô cái mấy bánh kẹo á, nhưng mà tôi đổ nhiều quá. Cái thứ gì đâu á, tôi đã dặn nó rồi, tôi vào rồi, tôi nghỉ chơi với ông luôn, không có bạn bè gì nữa hết. Ông có biết cái đó là mắc tiền đúng không? Cả máy với cả kẹo hết hơn 500 ngàn nữa. Cái đồ đó nghe nghỉ chơi luôn. Hai các bạn, như vậy là tớ đã làm mất cái máy bánh kẹo khổng lồ của bạn Minh Mập. Bây giờ bạn nghỉ chơi với tớ luôn. Trời ơi, tớ cũng không thích điều đó đâu. Nên là tớ đang nghĩ cách làm thế nào để trả lại máy bánh kẹo cho bạn Minh Mập. Nhưng mà cái máy bánh kẹo rất là đắt. Cả kẹo lên máy là hơn 500 ngàn luôn đó. Tớ đâu có nhiều tiền vậy đâu. Nhưng mà sau khi lên mạng tớ tìm hiểu thì ra là trên mạng có chỉ chúng ta cách làm máy bánh kẹo. Nên là bây giờ tớ nghĩ là tớ sẽ thử làm xem là có làm được cái máy bánh kẹo hay không, để trả lại cho bạn Minh Mập á, để bạn Minh Mập đừng có buồn nữa mà Minh Mập sẽ chơi lại với tớ. Và thực ra là tớ không biết làm có thành công hay không nữa. Nhưng là hay là các bạn hãy bấm thật là nhiều like để ủng hộ cho tớ, động viên tinh thần tớ để tớ có thể làm được cái máy bánh kẹo khổng lồ thành công để tớ trả cho bạn Minh Mập đấy. Các bạn bấm like nha. Rồi, để làm máy bánh kẹo khổng lồ trả cho bạn Minh Mập á, tớ đã đi xin những cái bìa giấy như vậy nè để về tớ làm đấy. Rồi bây giờ tớ đã cắt sẵn rồi, bây giờ tớ sẽ ghép vào cho các bạn xem nha. Sau khi gắn được một phần đáy như thế này, bây giờ chúng ta sẽ gắn những cái mảnh bìa như thế này ở đây để làm thành một cái hộp nhé. Yeah, như vậy là chúng ta đã hoàn thành phần đầu tiên rồi đấy. Hình kẹo của chúng ta nè. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cho kẹo vào đây nha. Đó, như vậy là chúng ta đã được một phần của cái máy bán kẹo rồi đấy. Tiếp theo chúng ta sẽ dán thêm một tờ giấy này vào đây để che ở trước mặt nhìn cho đẹp hơn nha. Cuối cùng chúng ta sẽ cho cái hộp đựng kẹo này vào trong như thế này nhá. Yeah, như vậy là tớ đã hoàn thành chiếc máy bánh kẹo khổng lồ của tớ nè. Bây giờ chúng ta sẽ mang lên lớp để xem bạn Minh Mập có thích cái máy bánh kẹo này không nha. Ê Minh Mập. Vậy? Ăn kẹo chuối không? Tôi cho bà ăn một quả chuối luôn. Không thèm. Ôi, một quả chuối luôn, không thèm luôn, không phải nhiều quả đâu. Tôi già nông rồi, tôi không chơi với ông nữa, nghỉ chơi rồi. Chơi không nghĩ ra, cái máy bánh kẹo mắc tiền cũng làm mất của tôi luôn rồi. Vậy là giận vì cái chiếc máy bánh kẹo đúng không? Chứ sao? Vậy bây giờ tôi trả bà cái chiếc máy bánh kẹo là bà hết giận tôi đúng không? Ông nghĩ ra hả? Tiền đâu mua cái máy bánh kẹo đó? Tôi hả? Tôi không có tiền mua máy bánh kẹo là đúng rồi. Nhưng mà tôi vừa làm được một cái máy bánh kẹo khổng lồ giống của bà luôn đấy. Thật đâu, đúng rồi tôi nha. Đây nè, tôi cho bà coi nè. 1, 2, 3. Đây là chiếc máy bán kẹo đấy. Máy bán kẹo gì mà bút không vậy? Trời ơi, cái này đẹp nguy trang. Hay quá hả? Biết bây giờ mới xem. Nhưng mà tôi vẫn chưa tin đâu. Chưa tin gì? Cái máy bán kẹo này còn hay hơn của bà luôn á. Thật không? Thật, bây giờ bà chỉ cần đổ kẹo đây nè, không cần đồng xu luôn. Bà dí cái nút này cái là ra kẹo đấy. Không cần đồng xu luôn mà vẫn mua được kẹo á. Bây giờ bà có kẹo không? Bà đổ ở đây đi. Đúng rồi, tôi cho luôn lấy hết kẹo tôi luôn đó. Ai lấy kẹo bà làm gì? Tôi làm cái kẹo tôi trả bà mà. Đây, bây giờ chúng ta chỉ cần mở cái nắp này ra nè. Đó. Rồi đổ kẹo đây đi. Đổ càng nhiều càng tốt. Ôi trời, quá trời kẹo luôn các bạn ơi. Rồi đóng nắp lại nha. Thấy chưa?
Rồi bây giờ nè, nhìn nè, nhìn nè. Chỉ cần ấn nút này nè. Chỉ cần ấn một cái người ta có trời kẹo luôn. Thôi con chó nó có lừa mình thiệt rồi mấy bạn ơi. Ngon quá à. Đấy rồi, lít chưa, lít chưa. Làm lại, tôi làm không? Bảo ấn đi. 1, 2, 3. Quá trời, quá trời luôn. Chiều quá, không cần đồng xu để mua. Giỏi không? Đấy, con chó trở thiệt luôn á. Thích chưa? Thích rồi. À, thích rồi, hết tận tôi đúng không? Cảm ơn nha. Đúng hả? Cái này của tôi rồi đúng không? Tôi làm tôi trả cho bà mà. Vậy khi nào họ muốn ăn kẹo thì ông phải mua đó nha. Tất nhiên, tôi để anh tiền tôi mua. Nhưng mà tôi sẽ giảm giá xuống còn 1.500 một cái. Trời ơi, 1.500 một cái nữa. Ôi các bạn ơi, tự nhiên tớ thấy bạn cờ chó nó siêu ghê rồi đó. Máy bán kẹo này nhìn đơn giản nhưng mà nó rất là hiện đại nữa. Không cần tiền mà vẫn mua được. Nếu như các bạn thấy cái máy bán kẹo này hay, cảm thấy bạn cờ chó hay thì các bạn nhớ tặng cho bạn cờ chó này là nhiều like nha. Và bây giờ video này đến đây cũng đã kết thúc rồi. Bye bye các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.